Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái món ăn cũng thật là dị biệt. Gọi cái tên nó mỉ miêu đó là ngẩu phín. Nhưng thực tế là cái bộ phận sinh dục bò mà sao với là lột. Để chúng ta chuẩn bị cho mình chuẩn bị là bộ phận sinh dục bò này. Rồi thái mỏng nó ra rồi trộn với nước mắm cho nó ướp lên cái gia vị, sau đó là trộn thêm tiêu vào. Đấy. Rồi là hành ống, tỏi, lá lột, lá trân. Rồi sau khi trộn lại cho nó thơm rồi thì chúng ta phi tỏi lên cho thơm. Đổ cái hỗn hợp là đã trộn xong rồi là ngẩu phín. Thì là trộn xào lên cho nó gần chín thì đưa thái nhỏ là lột bỏ vào xào lên cho chín. Khi chín rồi thì chúng ta mới thái nhỏ cái lá trứng. Nhưng lá trứng là chỉ để khi chín rồi thì chúng ta đưa vào để cho nó thơm, chứ đừng có làm cho nó chín thì nó mất cái hương vị nó đi. Đó thì xong rồi thì là đưa ra trộn đều với lá trơn, như vậy là chúng ta được một món ăn ngon rồi, lại dành cho quý ông mà quý bà vẫn ăn tốt, làm cho nó đúng thì cực kỳ nó ngon. Đấy, đó là món ăn ngẩu phín. Đấy, nói do mì miêu tí nhưng thực tế là bộ phận thích dùng bỏ đực sao với là lột. Chúc cho mọi người có những bữa ăn ngon miệng. Và ai có nhu cầu làm cái này thì ăn thử món này thì cứ alo mình chỉ quán cho ăn. Cực kỳ ngon. Đấy. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người thấy hay thì like, ủng hộ. Xin cảm ơn. Để anh có thấy được kỹ nữa rồi mới có thấy được nữa mốt. Mày mấy này gặp mày bò mày cứ quay người.